Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel kênh của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu những loại thức uống mùa hè giải khát cho chúng ta một cách tuyệt vời. Đó chính là hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm thức uống Revive chanh muối. Đây là một sản phẩm của công ty sản xuất, xem là công ty gì nào. Thì Suntory Pepsi này là của một hãng Pepsi. Pepsi là một hãng nước ngọt lớn của thế giới chứ không phải riêng của Việt Nam đâu các bạn. Đấy. Sản phẩm Revive chanh muối này là một loại thức uống giải khát vào mùa hè với những cái người mà đi hay vận động thể dục thể thao. Thì khi mà chúng ta mệt chơi thể thao bị mất nước, mất mồ toát mồ hôi, mất nước ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một chai như thế này để có thể mà bổ sung lại cái lượng nước, bù lượng nước này, bù đó là ion khoáng mà mồ hôi tiết ra này. Đấy, để cho chúng ta cảm thấy thoải mái và tràn đầy sức khỏe để tiếp tục cho những cái chương trình tiếp theo về phía sau. Đấy. Chanh muối Revive này với công thức Y Hydra 8. Đấy. Là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, nước uống điện giải, Revive chanh muối. Có giá trị dinh dưỡng cho một chai này là gồm có là năng lượng là 85,8 chất đạm không, chất béo cũng không. Đấy. Những người mà đang muốn giảm cân giảm béo mà cũng không lo đến những cái vấn đề chất béo ở trong cái loại nước Revive này nhé. Đấy. Chịu trách nhiệm bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Đây là một sản phẩm của Pepsi Việt Nam. Đấy. Pepsi Việt Nam là một trong những cái hãng nước ngọt có tiếng và có thị phần đứng thứ nhất nhì trong cả nước, trên cả nước. Và là một cái sản phẩm uy tín, chất lượng dành cho tất cả chúng ta. Đấy, nghe đến Pepsi thì mọi người cũng đã hiểu, biết được là nó là một cái sản phẩm chất lượng như thế nào rồi. Nó ở trên cái tủ ấy em. Cái tủ ở chỗ Ngân nó ngồi ấy. Lúc nãy thằng Chiến nó cầm đi đâu? Nãy ở trên cái tủ đấy em cầm đi đâu à? Cầm gì ạ? Cái cốc ấy. Ở trên cái tủ mà bà trước mặt bà Ngân ấy. Đó. Hồ sơ tự công bố là 07007 SPV 2003 2023. Ngành nước uống thể thao bao gồm các sản phẩm nước giải khát uống liền có chứa nồng độ muối và đường cao hơn, thấp hơn so với những hoặc là tương tự với cơ thể con người. Các loại nước uống này có tác dụng giải khát, phục vụ cho mục đích của người luyện tập thể dục thể thao. Đó, những người mà có vận động nhiều chân tay hoặc là thể dục thể thao thì uống loại nước này khá là tốt, bởi vì nó sẽ bổ sung lại cái lượng muối khoáng Na cộng và K cộng. Các vitamin nhóm B như B3, B6, B12 giúp các bạn đã khát và sẵn sàng trở lại cái cuộc vui năng động. Đó, đây là một sản phẩm rất là hữu ích cho các bạn khi mà các bạn thể dục thể thao là mệt mỏi quá sức. Nó sẽ bổ sung và lấy lại năng lượng cho các bạn trong những cái cuộc vui tiếp theo. Hạn sử dụng và cái ngày sản xuất sẽ được in ở phía trên của những cái phía trên của chai này. Đấy. Mình cũng đã review xong cái sản phẩm nước Revive chanh muối.
một cái thức uống giải khát trong cái mùa hè nóng nực này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Để hãy like và subscribe cho kênh của mình để mình có thêm động lực để làm thêm những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.